Hello, chào mọi người. Lưu Như Phong đang, vâng ạ, đang ở một lò bánh mì rất là ngon tại Nam Định. Bánh mì Bính Hà nha quý vị nha. Bánh mì Bính Hà rất là ngon, rất hấp dẫn. Chúng ta cùng đến thăm bánh mì Bính Hà. Thơm lừng luôn ạ, thơm lừng trứng luôn ạ. Chúng ta muốn ăn ngay rồi. Rất là nhiều. Một lò bánh mì rất là lớn tại Nam Định. Lò bánh mì vô cùng hấp dẫn này, quý vị có thể thấy đây, chuẩn bị nướng hấp đây ạ. Đấy, đây có em gái đang làm đây. Chào em, bánh mì thơm quá, anh vừa vào đây mà đã thấy hương vị rất là tuyệt vời. Thao tác rất là chuyên nghiệp của em gái đây. Bạn làm bằng bột mì đấy, cân đong đo đến rất là cẩn thận trước khi đưa vào sản xuất. Sản xuất trên một dây chuyền rất là hiện đại, anh ạ, rất là hiện đại. Đây là những chiếc bánh mì mà chuẩn bị cho vào lò hấp đây. Bánh mì ngọt cũng có và bánh mì mặn cũng có. Từ bánh mì nhỏ đến bánh mì lớn. Làm theo đơn đặt hàng mọi người ạ. Ai muốn cái to ăn bằng nào cũng có. Đây Lưu Nhất Phong đến đây thì Phong cũng muốn đặt một tấm bánh mì khổng lồ. Bánh mì này rất là ngon, Phong ăn ở đây rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần đi du lịch trải nghiệm ở quê Nam Định là hay ghé đây ăn. Vui có thể thấy vừng đây. Bánh mì không thể thiếu vừng. Hương thơm đặc trưng của bánh mì. Các phụ gia để làm ra bánh mì đây rất là ngon. Bánh mì đây anh thấy chạy em nhỉ, từ sáng giờ anh thấy là mấy cô cháu làm luôn chân luôn tay cũng không kịp luôn. Bình quân ngày bán rất là chặt. Bánh mì ngày cứ bình quân là mỗi khoảng 12 cân. Làm suốt từ 7:30 sáng mà đến 9-10 giờ đêm quý vị ạ. Đấy, bánh mì này một ngày bán rất là nhiều bánh mì luôn. Bánh mì giờ làm bằng máy móc rất là hiện đại nên là 2-3 người một ngày sản xuất ra. Một ngày nhà mình sản xuất ra khoảng mấy ngàn cái em? Khoảng gần 2.000. Gần 2.000, có thể thấy. Có mỗi hai người phụ nữ nhỏ bé thế này mà sản xuất gần 2.000 cái bánh mì thì quý vị có thể thấy là rất là giỏi luôn. Đấy, dụng cụ rất là hiện đại, chuyên nghiệp. Những người thợ đã rất là lành nghề.
cô bé chuẩn bị cho vào để làm đấy là đấy đây để khuôn em nhỉ, khuôn vâng, tích tơ này ép thành con rồi à, đúng rồi rất là đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.